Chào tất cả các bạn đến với kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Luật hấp dẫn là một trong những định luật mạnh mẽ nhất của vũ trụ. Nó hoạt động trên nguyên tắc những gì bạn gửi đi là những gì bạn thu hút về. Điều này có nghĩa là bạn thu hút vào những trải nghiệm thực tế, sự kiện và những người phù hợp với năng lượng và sự rung động của bạn. Mọi người và mọi trải nghiệm đi vào cuộc sống của bạn là một người thầy theo một cách nào đó ở trạng thái ý thức hiện tại của bạn. Nếu chúng ta tin rằng điều này là đúng, thì chúng ta cũng có thể chủ động thay đổi năng lượng và sự rung động của mình để thu hút một loạt các trải nghiệm hoặc cơ hội khác nhau vào cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta nâng cao năng lượng và mức độ ý thức của mình, môi trường bên ngoài của chúng ta cũng phản chiếu như vậy, và năng lượng của chúng ta bắt đầu thu hút một loạt các trải nghiệm mới. Bởi vì chúng ta là người đồng tạo ra số phận của mình, chúng ta cũng có quyền tạo ra và biểu hiện các sự kiện trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể gửi yêu cầu của mình ra ngoài vũ trụ, gần giống như chúng ta đang thực hiện một điều ước và xem nó quay trở lại với chúng ta. Nếu bạn đang muốn thể hiện hoặc tạo ra một sự kiện trong cuộc sống của mình, cho dù đó là thu hút người yêu mới, tiền bạc, công việc hay chỉ đơn giản là một giải pháp hòa bình cho một tình huống, sau đây là những cách thực hiện. Thứ nhất, phát triển mối quan hệ với vũ trụ. Nếu bạn chưa quen với luật hấp dẫn và hoạt động bên trong của vũ trụ, thì bắt đầu phát triển một mối quan hệ có thể có lợi để bạn có thể tận mắt chứng kiến cách vũ trụ vận hành. Để bắt đầu phát triển mối quan hệ của bạn với vũ trụ, trước tiên bạn phải tin vào sức mạnh của vũ trụ và nhìn thấy những điều kỳ diệu mà vũ trụ có thể tạo ra. Có lẽ hãy bắt đầu từ một mức độ nhỏ trước, chẳng hạn như yêu cầu vũ trụ cho một dấu hiệu. Thứ hai, đặt ý định của bạn. Chỉ vì bạn yêu cầu một cái gì đó, không có nghĩa là bạn sẽ nhận được nó chính xác như bạn dự định. Điều này đặc biệt đúng nếu những gì bạn đang yêu cầu đến từ nơi bản ngã, hoặc có sự phản kháng và ngăn cản xung quanh những gì bạn đang yêu cầu. Trước khi bạn yêu cầu vũ trụ cho những gì bạn muốn, trước tiên bạn phải hiểu rõ trái tim mình và thực sự điều chỉnh những gì trái tim bạn mong muốn. Một khi bạn đã đặt ra ý định của mình và xác định rõ những gì bạn muốn, bạn sẽ dễ dàng thu hút nó vào cuộc sống của mình. Điều thứ ba, hình dung. Với ý định trong lòng, hãy nhắm mắt lại và bắt đầu hình dung việc tiếp nhận ý định của bạn. Hình dung nó trông như thế nào, cảm giác như thế nào và bất kỳ chi tiết nào khác cần thiết. Cho phép bản thân bị cuốn đi bởi những cảm giác mà bạn đang trải qua. Thực sự cảm thấy tất cả những cảm xúc đi kèm với yêu cầu của bạn được trả lời. Bạn càng có thể gợi lên nhiều cảm xúc, yêu cầu của bạn càng mạnh mẽ. Thứ tư, một khi cảm xúc của bạn về những gì bạn muốn đang sôi sục, đã đến lúc bạn phải hỏi vũ trụ. Bắt đầu bằng cảm ơn vì điều này cho phép bạn hỏi, với ý định rằng yêu cầu của bạn đã được vũ trụ tiếp nhận. Điều thứ năm, một khi bạn đã yêu cầu điều ước của mình, bạn cần phải giải phóng và giao mọi quyền kiểm soát cho vũ trụ. Làm thế nào là tùy thuộc vào vũ trụ. Vì vậy hãy đầu hàng mọi chấp trước vào điều ước của bạn và luôn cởi mở về cách điều ước của bạn sẽ được thực hiện. Trên thực tế, bạn càng có tư duy cởi mở, bạn càng dễ dàng nhận ra điều kỳ diệu của vũ trụ. Điều thứ sáu, tin tưởng vào thời gian thiêng liêng. Bất cứ điều gì bạn yêu cầu sẽ đến theo cách của bạn khi thời điểm hoàn hảo xuất hiện. Khi bạn tin tưởng rằng một khi bạn đã gửi điều ước của mình vào vũ trụ, thì điều ước đó sẽ được nhận lại cho bạn trong thời gian hoàn hảo. Sau khi thực hiện mong muốn của bạn, hãy tiếp tục tin tưởng vào quá trình này và giữ cảm xúc mạnh mẽ trong lòng. Rốt cuộc,
Những gì bạn muốn không phải là về đồ vật hoặc con người, mà nhiều hơn về cảm giác mà nó tạo ra. Và sau đây, Quốc Anh sẽ chia sẻ với tất cả các bạn những dấu hiệu từ vũ trụ cho thấy rằng điều ước của bạn đang trở thành sự thật. Theo dõi các dấu hiệu của vũ trụ hoặc thần thánh có thể là một việc khó khăn, vì thường chỉ trong sự tĩnh lặng và im lặng của trái tim và tâm trí của chúng ta mới thực sự có thể nghe thấy tiếng gọi. Đây là những dấu hiệu chung nhất cho thấy vũ trụ đang cố gắng dẫn dắt bạn hoặc chỉ đường cho bạn. Thứ nhất, tính đồng bộ. Bạn đã bao giờ nghĩ về một người nào đó và sau đó ngẫu nhiên tình cờ gặp họ hoặc nhận được cuộc gọi của họ hay chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc đi đâu đó hoặc làm điều gì đó và sau đó tất cả đã rơi vào vị trí quá dễ dàng hay chưa? Tính đồng bộ là cách nói của thần thánh rằng bạn đang đi đúng hướng. Tính đồng bộ cũng là một dấu hiệu cho thấy bạn được kết nối với tiềm năng của vũ trụ và đang rung động ở tần số cao. Thứ hai, nếu bạn được kết nối với môi trường của mình, bạn có thể nhận thấy sự hiện diện của một loài động vật cụ thể trong cuộc sống của bạn, giống như là một sứ giả. Một số biểu tượng động vật phổ biến bao gồm nhìn thấy quả đen là điểm xấu, một đàn chim là dấu hiệu của sự du hành, bướm là dấu hiệu của một người thân yêu ghé thăm bạn, và nhìn thấy rắn là dấu hiệu của sự biến đổi. Khi nói đến động vật, biểu tượng và thông điệp thực sự có thể thay đổi tùy thuộc vào kết nối hoặc cảm xúc của cá nhân đối với động vật. Điều thứ ba, bệnh tật. Cơ thể vật lý của bạn có thể cung cấp rất nhiều thông điệp về sức khỏe tình cảm, tinh thần và tâm hồn của bạn. Tất cả chúng ta đều biết rằng bệnh tật thường xảy ra khi khả năng miễn dịch của chúng ta suy giảm. Tuy nhiên, có thể là do cơ thể chúng ta đang cố gắng truyền đạt điều gì đó sâu sắc hơn cho chúng ta. Lắng nghe những dấu hiệu và manh mối mà cơ thể đang cố gắng giao tiếp với bạn để tìm ra những gì vũ trụ đang cố gắng cho bạn thấy. Ví dụ, nếu bạn luôn cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi khi ở bên một cá nhân nào đó, có lẽ vũ trụ đang cố gắng chỉ ra rằng người đó là người có ảnh hưởng tiêu cực hoặc đang thách thức bạn theo một cách nào đó. Nếu bạn bị đau họng, có lẽ vũ trụ đang cố gắng truyền đạt điều gì đó cho bạn về cảm giác thể hiện bản thân của bạn. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên làm công việc trực quan của riêng mình để xác định những gì cơ thể đang cố gắng nói với bạn. Điều thứ năm, bạn nghe tiếng chuông trong tai. Bạn đã bao giờ nghe thấy âm vực cao vút trong tai của mình hay chưa? Loại bỏ bất kỳ tình trạng bệnh lý nào, một tiếng chuông the thé trong tai thường được liên kết với các thông điệp từ thần thánh. Đây thường là dấu hiệu cho thấy một linh hồn hoặc thiên thần đang ở xung quanh và muốn truyền đạt thông điệp cho bạn. Chú ý đến suy nghĩ, lời nói và cảm xúc của bạn trong khi chuông đang xảy ra. Điều thứ sáu, đó chính là những giấc mơ. Một cách mạnh mẽ khác mà vũ trụ có thể giao tiếp với chúng ta là thông qua những giấc mơ của chúng ta. Khi bạn lắng nghe những giấc mơ của mình, bạn có thể đón nhận những thông điệp dành cho bạn. Thông thường, những giấc mơ là manh mối về những gì đang diễn ra trong tiềm thức và đôi khi có thể làm nảy sinh nỗi sợ hãi. Nhìn thấy một người thân yêu đã qua đời trong giấc mơ của bạn là một dấu hiệu cho thấy họ đang tìm kiếm bạn và có lẽ đang cố gắng liên lạc với bạn. Những giấc mơ cũng có thể mang tính tiên tri và cho biết những sự kiện sắp xảy ra. Nếu bạn muốn khám phá thêm về những thông điệp trong giấc mơ của mình, bạn nên ghi nhật ký giấc mơ. Điều thứ bảy, đôi khi một sự kiện xảy ra dường như khiến cả thế giới của chúng ta bị đảo lộn. Vũ trụ nói rằng điều gì đó cần phải thay đổi. Mặc dù xung quanh bạn có vẻ hỗn loạn, nhưng hãy cố gắng điều chỉnh bức tranh toàn cảnh hơn và hiện diện trong khoảnh khắc trải nghiệm của bạn. Rất có thể ở cuối đường hầm bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng và mọi thứ sẽ kết hợp với nhau một cách hoàn hảo. Điều thứ tám, những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Bạn đã bao giờ tình cờ gặp ai đó dường như đưa ra một số lời khuyên sâu sắc, hay bạn đã bao giờ băn khoăn về điều gì đó và ngẫu nhiên tình cờ tìm ra câu trả lời? Những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên luôn xảy ra, và bạn càng cởi mở, bạn sẽ càng thấy và trải nghiệm nhiều hơn.
Vũ trụ đã gửi cho chúng ta tất cả các loại người để giúp thử thách và hướng dẫn chúng ta trên con đường của mình. Tất cả chúng ta đều được kết nối và chúng ta đều có thể nhận được những thông điệp và lời nói khôn ngoan từ bất kỳ ai chúng ta gặp. Điều số 9, những con số lặp lại. Khi bạn nhìn thấy 11 giờ 11 phút trên đồng hồ mọi lúc, hoặc nhận thấy các mẫu số cụ thể ở mọi nơi bạn đến, đây thường là một dấu hiệu từ thần thánh và họ có một thông điệp đặc biệt dành cho bạn. Điều thứ 10, mất hoặc phá vỡ tài sản. Khi điều này xảy ra, đặc biệt là khi nó là một món đồ mà bạn đã nâng niu, thì đó thường là cách vũ trụ nói rằng hãy buông bỏ và tiếp tục. Thông thường khi chúng ta làm vỡ một món đồ, nó có thể mang lại cảm giác mất mát, tức giận và thất vọng. Thông thường những cảm xúc này bắt nguồn từ tiềm thức của chúng ta và chạy sâu hơn chúng ta nhận ra. Khi bạn bị mất, bị đánh cắp hoặc làm vỡ một thứ gì đó, hãy dành một chút thời gian để kiểm tra và xem thông điệp mà vũ trụ có thể đang cố gắng gửi đến bạn. Điều thứ 11, bạn có thể sống ở một thành phố lớn, giao thông là một phần của cuộc sống hàng ngày, nhưng bạn đã bao giờ bị trì hoãn vì một lý do kỳ lạ hoặc không rõ ràng hay chưa? Nó có thể là một dấu hiệu cao hơn từ vũ trụ. Bạn đang theo đuổi một điều gì đó và luôn bị lùi lại. Có lẽ đây là cách vũ trụ nhắc nhở bạn lùi lại một bước và điều chỉnh năng lượng trước khi tiến lên. Điều thứ 12, chuyến bay của bạn có bị hủy hay không? Sếp của bạn có hủy một cuộc họp rất quan trọng vào phút cuối hay không? Mặc dù những điều này có vẻ khó chịu, nhưng việc hủy bỏ thường là một dấu hiệu từ vũ trụ rằng mọi thứ không phải như vậy. Cố gắng thực hiện các sự kiện này trong bước đi của bạn và xem liệu bạn có thể xác định xem liệu có một thông điệp lớn hơn đang phát ra hay không. Hãy tin tưởng vào điều đó và biết rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do, dù lớn hay nhỏ. Điều thứ 13, bạn có thể nhìn thấy đèn hoặc quả cầu nhấp nháy. Loại trừ bất kỳ điều kiện y tế nào, việc nhìn thấy những đốm sáng chuyển động có thể liên quan đến các thiên thần và linh hồn hướng dẫn. Nhìn thấy ánh sáng trắng là biểu hiện của một thiên thần hộ mệnh, trong khi ánh sáng xanh lam cho biết hướng dẫn của bạn đang dẫn đường. Nếu bạn nhìn thấy ánh đèn hoặc quả cầu nhấp nháy, hãy chú ý đến những gì bạn đang làm, suy nghĩ, cảm xúc và xem liệu bạn có thể có bất kỳ thông điệp hoặc ý nghĩa đặc biệt nào mà bạn cần nghe hay không. Khi nói đến việc theo dõi các dấu hiệu từ vũ trụ hoặc thần thánh, điều quan trọng cần nhớ là lắng nghe cảm xúc của bạn và điều gì cộng hưởng với bạn. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo mà Quốc Anh có đính kèm bên dưới mỗi video. Quốc Anh trân trọng những cảm xúc đến từ tất cả các bạn. Ngoài ra, các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.